củi mới vào lò, Đắk Nông khởi tố 4 vụ án tham nhũng, kỷ luật phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, chủ tịch xã nhận hối lộ 2 tỷ đồng và 2 cây tùng trị giá 500 triệu đồng, khi công lý đổi trác bằng tiền, khởi tố thẩm phán nhận hối lộ số tiền khủng, bắt phó phòng tòa án nhân dân cấp cao về hành vi môi giới hối lộ, khởi tố bắt giam bí thư nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, địa chính xã. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê bình nghiêm khắc 6 chủ tịch tỉnh, thành phố do chậm trễ trong việc ban hành, thi hành luật đất đai, đừng để trên nóng dưới lạnh như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói khi đề cập đến tình trạng chậm chuyển biến ở các cấp cơ sở trong công tác xây dựng đảng, phòng chống với tham nhũng tiêu cực. Trên nóng dưới lạnh giờ đây vẫn mang tính rất thời sự trong bối cảnh điều hành các chính sách hiện tại. Mới đây, Đắk Nông đã tiến hành khởi tố 4 vụ án tham nhũng. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an phát hiện khởi tố 4 vụ với 7 bị can về tội tham nhũng chức vụ. Ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có thông báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2024, trong đó có nội dung liên quan đến các vấn đề về công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, trong tháng 9, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 41 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 21 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn còn thực hiện 59 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, ban hành 19 kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra đã phát hiện ra sai phạm về kinh tế, số tiền 1,3 tỷ đồng, ban hành 77 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, trong 9 tháng vừa qua, tội phạm về trật tự an toàn xã hội đã được kiềm chế, kéo giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2023, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Và cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành phát hiện khởi tố 4 vụ, 7 bị can về tội tham nhũng chức vụ, 49 vụ, 94 bị can về tội kinh tế, 9 vụ, 12 bị can về tội môi trường, 151 vụ về tội ma túy. Mới đây, kỷ luật Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Cụ thể, ông Phạm Văn Lương, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên là phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, bị thi hành kỷ luật. Mới đây, tại kỳ họp thứ 58 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Tuyên Quang đã xem xét thi hành kỷ luật đối với một cá nhân. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 58 ngày 21 tháng 10 năm 2024, Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên Nông Minh Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, đảng viên Nông Minh Hiển đã có vi phạm cố tình ký không đúng thẩm quyền, trái quy định vào 46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm giả, cấp cho một số người dân ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Nông Minh Hiển. Ngày 22 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Tuyên Quang đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Lương, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, nguyên phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương. Trong thời gian giữ cương vị là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, ông Phạm Văn Lương đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ vào quy định của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Văn Lương, đồng thời thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi không tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân. Liên quan đến kỷ luật cán bộ, ngày 23 tháng 10, Văn phòng tỉnh ủy Phú Yên cũng ban hành thông báo số 1094 thông báo Văn phòng tỉnh ủy về kết quả thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Theo thông báo, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa 17 đã họp và xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Võ Đình Tiến bằng hình thức cảnh cáo. Cụ thể, trong thời gian giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Bí thư huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa, nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, ông Võ Đình Tiến đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Võ Đình Tiến chịu trách nhiệm trực tiếp ký một số quyết định cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch xã nhận hối lộ 2 tỷ đồng và 2 cây tùng trị giá 500 triệu đồng. Khi công lý đổi trác bằng tiền, khởi tố thẩm phán nhận hối lộ số tiền khủng, bắt phó phòng Tòa án Nhân dân cấp cao về hành vi môi giới hối lộ. Khởi tố bắt giam bí thư nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa chính xã. Quý vị thân mến, tham nhũng được xem là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Còn đối với Việt Nam, tham nhũng vẫn được nhận diện là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ. Chính vì lẽ đó, dù đã đạt được rất nhiều thành quả hết sức quan trọng, song không được phép chủ quan, thỏa mãn, mà ngược lại phải tiếp tục kiên trì, đấu tranh và xem đây như một cuộc chiến không khoan nhượng. Chủ tịch xã nhận hối lộ 2 tỷ đồng và 2 cây tùng trị giá 500 triệu đồng. Cụ thể, vào sáng ngày 15 tháng 5, ông Trần Văn Việt đã đến đầu thú khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang, bản thân đã nhận 2 tỷ đồng từ nhóm người thuộc công ty LHD, mỗi lần 1 tỷ đồng và nhóm người thuộc công ty LHD còn tặng ông Việt 2 cây tùng La Hán có giá trị 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền và cây cảnh, ông Việt đã làm ngơ, bỏ qua cho một số vi phạm của nhóm đối tượng của công ty LHD để thuận lợi trong việc phân lô bán nền trái phép khu dự án K8. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận Trần Văn Việt đầu thú, đồng thời thi hành lệnh khám xét các địa chỉ liên quan đến ông Việt để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Ở một diễn biến liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ trong lĩnh vực đất đai có liên quan đến công ty LHD cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra theo quy định. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ xã, 3 cán bộ vườn quốc gia Phú Quốc về hành vi nhận hối lộ. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có liên quan. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh Kiên Giang cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đến ngay cơ quan công an đầu thú, thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Quý vị thân mến, công cuộc chống tham nhũng đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân, bởi cuộc chiến đấu với giặc nội xâm này đã là hợp với lòng dân, phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của nhân dân là làm sao cho nước nhà thực sự vững mạnh, để nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc, khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh, tham nhũng vặt. Những vụ án tham nhũng tiêu cực ở cấp xã, phường, thị trấn đang được triển khai rất mạnh mẽ trên toàn quốc. Khi công lý đổi trác bằng tiền, khởi tố thẩm phán nhận hối lộ số tiền khủng, bắt phó phòng Tòa án Nhân dân cấp cao về hành vi môi giới hối lộ. Quý vị thân mến, tình trạng tham nhũng xảy ra trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, các cơ quan bảo vệ pháp luật đang có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đây thật là một bức tranh đáng buồn nhưng không thể nói là bất ngờ về những người cầm cân nảy mực của công lý. Có lẽ ông Trần Hoàng Tỷ và ông Võ Đình sớm đã quên mất rằng chức vụ của họ không phải là một công cụ để thu lợi cá nhân mà là trách nhiệm nặng nề được giao phó bởi nhân dân và nhà nước. Những người lẽ ra phải bảo vệ công lý và sự thật lại biến tòa án thành một nơi tham nhũng. Mới đây, quý vị thân mến, trước đó thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai nói nhận 1,5 tỷ đồng để lo cho các bên liên quan không kháng nghị, kháng cáo khi mình xử cho đương sự thắng kiện. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất điều tra chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai về tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Phan Anh Tuấn
khởi kiện yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai giải quyết buộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trả lại 15.000 m2 đất đã lấn chiếm của vợ chồng ông Tuấn, hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã cấp cho ban này. Quá trình giải quyết, ông Sớm thường gọi điện đến cho ông Tuấn đến phòng làm việc của ông tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để làm việc. Biết được diện tích đất tranh chấp thực tế là gần 11.900 m2, trong đó có gần 3.600 m2 chưa cấp sổ đỏ cho cá nhân tổ chức nào. Do đó, ông Sớm nói với ông Tuấn hãy thay đổi nội dung khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận diện tích 3.600 m2 thuộc về quyền sở hữu của ông Tuấn. Ông Tuấn đã thực hiện theo và thay đổi nội dung khởi kiện. Vào tháng 5 năm 2023, ông Sớm gọi ông Tuấn đến phòng làm việc. Tại đây, ông Sớm nói muốn xử lý thắng kiện phải có tiền. Ông Tuấn nói không có tiền, nếu xử thắng kiện thì ông Tuấn sẽ cho ông Sớm 10 mét đất chiều rộng mặt đường tại thửa đất đang tranh chấp. Ông Sớm nói không lấy đất, yêu cầu ông Tuấn phải đưa 2 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn 1,5 tỷ đồng để đưa cho các cơ quan liên quan của tỉnh Gia Lai. Sáng hôm sau, ông Tuấn đến phòng làm việc gặp ông Sớm và ông Sớm yêu cầu ông Tuấn đưa trước 500 triệu đồng, phải đưa tiền trong tuần để ông Sớm giải quyết vụ án. Sáng ngày 4 tháng 8, ông Tuấn mang túi sách màu đen, bên trong có đựng 10 cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng và 6 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 500 triệu đồng đến phòng làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để đưa cho ông Sớm. Tại phòng làm việc, ông Sớm nói với ông Tuấn về việc thuê luật sư tranh tụng tại phiên tòa, phải tự nguyện chịu án phí, lệ phí, thẩm định giá để bị đơn không gây khó khăn. Sau khi ông Tuấn bỏ tiền xuống dưới gầm bàn rồi ra khỏi phòng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lập tức thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp lơ là việc đối với ông Võ Đình Sớm, qua đó phát hiện và thu giữ 500 triệu đồng. Đây là số tiền ông Sớm đã nhận của ông Tuấn tại phòng làm việc của ông Sớm. Quý vị thân mến, với tính chất và mức độ cũng như hậu quả của tội phạm trong lĩnh vực tư pháp là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến quyền con người, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đến sự nghiêm minh của pháp luật, tham nhũng trong hoạt động tư pháp có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào của hoạt động tố tụng. Bắt phó phòng Tòa án Nhân dân cấp cao về hành vi môi giới hối lộ. Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết đã khởi tố nhiều cán bộ ngành công an, kiểm sát, Tòa án Nhân dân nhận hối lộ, tham nhũng. Những hành vi điển hình như không thụ lý giải quyết hoặc thụ lý giải quyết không đúng thẩm quyền một số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, vi phạm về thời hạn điều tra hay vi phạm pháp luật trong việc thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng. Mới đây, một cán bộ Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng đã bị bắt vì có hành vi môi giới, hối lộ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thông báo đến thẩm phán Tòa án Hành chính Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về việc bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1982, quê quán Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa. Bà Nga từng là phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh thương mại thuộc Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà Nga bị bắt vì đã có hành vi môi giới hối lộ, phạm vào điều 365 Bộ Luật Hình sự, hiện đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thuộc trại tạm giam quân khu 2 Bộ Quốc phòng, khởi tố bắt giam bí thư, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, địa chính xã và chủ doanh nghiệp. Khởi tố bắt giam bí thư, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa chính xã, chủ doanh nghiệp. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cùng công chức địa chính xã và một chủ doanh nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Các bị can bao gồm Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1970, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng; Nguyễn Văn Luấn, sinh năm 1976, trú xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cán bộ công chức địa chính xã Hùng Dũng và nguyên là cán bộ công chức địa chính xã Đoan Hùng; bị can thứ ba tên là Trướng, một chủ doanh nghiệp.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà, các bị can nói trên bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng phạm thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy ra tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại, thất thoát số tiền trên dưới 3 tỷ đồng. Được biết, ông Nguyễn Văn Ba, bí thư đảng ủy xã Đoan Hùng, thời điểm để xảy ra vi phạm đã giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng. Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Luấn đang giữ chức vụ cán bộ công chức địa chính xã Đoan Hùng. Hiện Luấn là cán bộ công chức địa chính xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra xử lý, làm rõ theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, khi Đảng ta đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực, đã có rất nhiều những ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào phòng chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm và làm chậm sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, linh hồn của cuộc chiến chống giặc nội xâm đã nhiều lần khẳng định chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững được ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch cố tình xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của cuộc chiến chống giặc nội xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng và được sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân. Đây cũng là cơ sở, là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất để cổ vũ cho công cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực của Việt Nam đi đến những thắng lợi mới, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Tạm giữ trưởng phòng Sở Công Thương Lai Châu nhận hối lộ. Có hay không việc bệnh nhân ung thư phải đút lót 200.000 đồng mỗi lần xạ trị? Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện ca làm rõ quy trình, thái độ của cán bộ với bệnh nhân. Quý vị thân mến, mới đây vào chiều ngày 20 tháng 8, đại diện công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và tạm giữ hình sự đối với ông Trần Văn Huy, 39 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu về hành vi đưa hối lộ, tạm giữ hình sự đối với ông Vũ Văn Hình, trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo Công an tỉnh Lai Châu, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ tại thủy điện Nậm Cấu khiến hai công nhân tử vong. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 8, nhóm công nhân vào hầm công trình thủy điện Nậm Cấu để đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan phá đá thì xảy ra sự cố mìn phát nổ khiến một công nhân nước ngoài tử vong và một công nhân Việt Nam bị thương nặng. Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hai nhóm tội vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Theo tài liệu điều tra, ông Trần Văn Huy là kỹ sư làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, biết việc công an đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại thủy điện Nậm Cấu nên thấy ăn năn ra đầu thú về hành vi đưa hối lộ và xin nộp 140 triệu đồng. Làm việc với công an, ông Huy khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 đã vận động được 205 người làm công việc có liên quan đến vật liệu nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia đề xuất với phòng quản lý công nghiệp mở 4 lớp tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Quá trình tổ chức lớp tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, ông Huy đã thu số tiền từ 2 đến 3,5 triệu đồng trên một người, tổng số tiền 510 triệu đồng để chi phí mở lớp và chi bôi trơn 220 triệu đồng cho ông Hình nhằm được tạo điều kiện trong việc tập huấn, rút ngắn số ngày học thi bao đỗ. Sau khi tổ chức 4 lớp, ông Huy đã thu lợi chiếm hưởng 140 triệu đồng. Từ thông tin của ông Huy cung cấp, Công an tỉnh Lai Châu đã mời ông Hinh lên làm việc. Nghi phạm này đã tự nguyện viết đơn xin đầu thú. Theo lời tự thú, ông Hinh được tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương chỉ đạo cấp dưới trong việc giám sát, tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Song bản thân đã có nhiều sai phạm. Cụ thể, ông Hinh đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do ông Huy đưa để
đơn giản việc tập huấn, thì từ đó ông Hinh chỉ đạo cấp dưới làm ẩu, buông lỏng, giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, ông Hinh đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương, phần còn lại giữ chi tiêu cá nhân. Sau buổi làm việc, ông Hinh đã tự nguyện giao nộp 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Có hay không, việc bệnh nhân ung thư phải đút lót 200.000 đồng mỗi lần xạ trị. Quý vị thân mến, cách đây 69 năm, trong thư gửi cán bộ, hội nghị y tế, Bác Hồ đã căn dặn những người làm công tác y tế phải thực hiện cho kỳ được tinh thần trách nhiệm lớn lao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Lương y phải như tử mẫu. Nhưng mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ngắn của một người làm từ thiện chia sẻ về việc bệnh nhân ung thư phải đút lót 200.000 đồng mỗi lần xạ trị ở bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội để được xạ trị sớm, không phải chờ đợi thời gian dài. Đến ngày 20 tháng 8, bệnh viện đã có thông tin phản hồi khẳng định những nội dung nêu trên video là bịa đặt, vu khống, mang tính bôi nhọ, cố tình xúc phạm hình ảnh, uy tín của đơn vị. Lãnh đạo Bệnh viện ca Hà Nội cũng cho biết quan điểm của đơn vị là không bao che, tiêu cực. Tuy nhiên, người chia sẻ vụ việc là chị T không đưa rõ bằng chứng, chỉ nghe người bệnh kể lại. Chúng tôi rất đau đầu vì bệnh viện mang tiếng nên muốn giải quyết ngay. Hiện tại không có bằng chứng nên không xử lý được. Nếu thông tin chính xác cụ thể, bệnh viện sẽ làm nghiêm theo quy định. Cụ thể, chị T, tạm trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết chị sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về video chia sẻ thông tin bệnh nhân đưa 200.000 đồng để được xạ trị sớm ở bệnh viện ca. Chị T cũng cho biết chỉ cần lãnh đạo ngành sâu sát đi vào thực tế sẽ rõ mọi việc. Nếu cần bằng chứng, tôi có clip ghi lại phản ánh của bệnh nhân. Theo chị T, đến nay clip của chị có hơn 50.000 lượt bình luận, trong đó có rất nhiều bình luận chia sẻ từng phải lót tay bác sĩ bệnh viện ca, và chị cũng chia sẻ mình lên tiếng vì mong muốn bệnh viện lắng nghe. Bản thân chị không kinh doanh về y tế, sức khỏe để cạnh tranh hay hạ uy tín của bệnh viện. Tôi chỉ muốn hướng đến điều tốt đẹp. Có bệnh nhân ung thư từ quê lên, họ xếp hàng 1-2 giờ chờ đợi xin từng suất ăn từ thiện. Có người 2-3 ngày trước đó còn nhận suất ăn, nhưng hôm nay họ không còn nữa. Chị T cũng tiếp tục khẳng định bản thân sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tại người phụ nữ này bị gãy chân và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Hà Nội. Công an huyện Thanh Trì cũng cho biết đã nhận được đơn của chị T tố cáo bảo vệ của Bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hành hung khiến chị bị gãy xương mắc chân trái. Công an đang vào cuộc điều tra để xác minh nội dung đơn. Cụ thể, vào sáng ngày 20 tháng 8, đại diện công an huyện đã đến lấy lời khai của chị liên quan đến vụ việc này. Liên quan đến vụ việc này, tiến sĩ Phùng Thị Huyền, phụ trách phòng quản lý chất lượng bệnh viện ca cho biết, hàng năm đơn vị đều có kế hoạch kiểm tra chất lượng để phục vụ người bệnh tốt hơn. Từ tháng 4, bệnh viện có 2 đoàn kiểm tra cơ sở Tam Hiệp và Tân Triều Thanh Trì Hà Nội lấy ý kiến của người bệnh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, bao gồm cả vấn đề nhũng nhiễu, vòi vĩnh. Tổng kết sơ bộ, phòng quản lý chất lượng không ghi nhận phản ánh nào về việc kẹp tiền vào sổ y bạ hay phong bì lót tay bác sĩ. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện ca làm rõ quy trình thái độ của cán bộ đối với bệnh nhân. Quý vị thân mến, luật khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ năm 2024 nêu rõ 6 nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh, trong đó phải tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối với người bệnh và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Cùng đó, một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh là nhũng nhiễu, hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện ca báo cáo làm rõ thông tin phản ánh, nghiêm túc rà soát lại các quy trình và hành vi, thái độ của cán bộ y tế. Cụ thể, vào chiều ngày 21 tháng 8, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Bệnh viện ca trong những ngày gần đây. Vị lãnh đạo này cũng đã khẳng định cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra và đã có chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu bệnh viện báo cáo cụ thể, làm rõ những thông tin phản ánh, nghiêm túc rà soát lại các quy trình, hành vi, thái độ của cán bộ y tế đối với bệnh nhân, đảm bảo đúng quy định. Bệnh viện ca là đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế, hiện có 3 cơ sở là Quán sứ, Tam Hiệp,
Tân Triều và đang có kế hoạch xây dựng cơ sở 4 tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận gần nửa triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện hơn 30.000 cuộc phẫu thuật, hơn 35.000 lượt hóa trị và hơn 15.000 lượt xạ trị. Chúng tôi cũng rất hy vọng các bác sĩ đang hành nghề luôn nêu cao được tinh thần lương y như tử mẫu, nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời phải như một người mẹ hiền. Đây là một trong những phẩm chất cao quý nhất trong thang giá trị y đức của người thầy thuốc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nợ án phí. Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả quy mô lớn, khai trừ ra khỏi đảng giám đốc công an sai phạm hình sự. Bốn vụ án tham nhũng lớn nhất cần phải lên án. Quý vị thân mến, các vụ tham nhũng tiêu cực với quy mô lớn, nhỏ diễn ra phổ biến trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm, đấu thầu, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, bảo hiểm y tế hay cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực đã và đang gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận và làm tổn hại đến uy tín của hệ thống y tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba yêu cầu: phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà gây ảnh hưởng cản trở đến phát triển kinh tế xã hội. Phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân, và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Minh An, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh này, cùng 5 bị can khác trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trong những vụ án có liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ Hybrid, gói thầu số 25 thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Chủ đầu tư dự án là Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của toàn bộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện này là hơn 400 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, gói thầu nói trên được quyết toán hơn 36 tỷ đồng, nhưng chủ đầu tư thiệt hại số tiền lên đến 18,3 tỷ đồng. Kết luận điều tra đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị can Phạm Minh An, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trần Mạnh Hải, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế và Đỗ Hữu Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà. Ba bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu bao gồm Huỳnh Tuấn Anh, giám đốc công ty Tạ Thiên Ân, Lê Hữu Lễ, trưởng phòng thiết bị y tế công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimec, Tạ Quang Trường, phó tổng giám đốc công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimec. Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Tuấn Anh đã thông đồng với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cung cấp thông tin không trung thực để công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimec trúng gói thầu số 25, nhưng thực chất công ty Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh là doanh nghiệp bán thiết bị y tế cho chủ đầu tư thông qua công ty Vimedimec. Kết quả gói thầu số 25 có giá trị hơn 36 tỷ đồng nhưng gây thiệt hại cho chủ đầu tư số tiền hơn 18,3 tỷ đồng như kể trên. Bản thân công ty Vimedimec được chia hơn 680 triệu đồng. Đối với ông Phạm Minh An, cơ quan điều tra xác định do tin tưởng và thuộc cấp là Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, không yêu cầu báo cáo, dẫn đến việc ông An ký các quyết định tổ chức đấu thầu thực hiện gói thầu vào tháng 5 năm 2021 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền nêu trên. Với trách nhiệm của doanh nghiệp tư vấn, bị can Đỗ Hữu Hải đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình cho chủ đầu tư. Còn bị can Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu, biết tờ trình của Đỗ Hữu Hải không có giá trị nhưng vẫn trình cho Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An ký duyệt. Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ còn nợ 200.000 đồng án phí. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án, đã nộp trên 25 tỷ đồng để xong 3 vụ và chỉ còn nợ 200.000 đồng án phí hình sự trong một bản án. Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án, trong đó tại bản án số 439/2021 sơ thẩm vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 và bản án số 442/2021
2022, hồ sơ phúc thẩm ngày 23 tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Đức Trung liên đới bồi thường cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội số tiền 25 tỷ đồng, nộp án phí sơ thẩm 123 triệu đồng và án phí hình sự 200.000 đồng. Tại bản án số 486/2021 hồ sơ sơ thẩm và bản án số 483/2022 hồ sơ phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Trong bản án số 468/2020 hồ sơ sơ thẩm ngày 11 tháng 12 năm 2020, ông Trung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Trong 3 vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp đầy đủ tiền, hoàn thành thi hành án dân sự. Hiện nay ông Nguyễn Đức Trung chỉ còn nộp án phí hình sự 200.000 đồng. Tại vụ án thứ tư bản án số 251/2023 hồ sơ sơ thẩm và bản án số 975/2023 hồ sơ phúc thẩm, trong vụ án nâng giá cây xanh xét xử vào tháng 8 năm 2023, cục thi hành án dân sự đang liên hệ để gia đình ông Trung làm thủ tục nộp số tiền 200.000 đồng này, hoàn tất quá trình thi hành án dân sự 4 vụ án. Tại vụ án thứ tư có liên đới trách nhiệm được đưa ra xét xử vào tháng 8 năm 2023, ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong chương trình trồng mới thay thế cây xanh do Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công viên cây xanh Hà Nội làm đơn vị đặt hàng. 3 vụ án trước đó chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường mua sắm chế phẩm Riroshi 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Trung đã lãnh án tổng cộng 12 năm tù. Như vậy, tổng hình phạt sau 4 vụ án, bị cáo Nguyễn Đức Trung phải thi hành 13 năm, 6 tháng tù. Xuyên suốt quá trình xét xử 4 vụ án, những lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Trung đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi, nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và ông giữ chức vụ này trong hơn 4 năm, 6 tháng. Quý vị thân mến, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận về những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất." Câu nói này không chỉ có sức lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những thế hệ cha anh mà còn cả đến những thế hệ trẻ của Việt Nam. Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả quy mô lớn, khai trừ ra khỏi đảng giám đốc công an sai phạm hình sự, 4 vụ án tham nhũng lớn nhất cần phải lên án. Quý vị thân mến, những năm gần đây bằng nhiều hình thức gian lận tinh vi, số lượng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả xâm nhập vào hệ thống cung ứng thuốc và đến tay bệnh nhân ngày càng gia tăng. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Bất chấp vi phạm pháp luật vì lợi ích, hậu quả từ những việc sử dụng thuốc giả là vô cùng nghiêm trọng, bởi thuốc không có hiệu quả trong điều trị bệnh mà còn là nguyên nhân khiến các giải pháp điều trị bệnh bị vô hiệu hóa. Kèm theo đó là những nguy cơ kháng thuốc, dị ứng thuốc, ngộ độc thuốc, đồng thời có thể phát sinh các loại bệnh nguy hiểm khác, thậm chí làm người bệnh tử vong. Mới đây, ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại xã Nâm Na Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Trương Quốc Phong Dinh, sinh năm 1997 và em trai Trương Quốc Dũng, sinh năm 1998, đều trú tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 2006, trú tại xã Nâm Nơ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, và Ngô Tiến Thành, sinh năm 1990, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hóa, nơi làm việc của các đối tượng nêu trên, địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre.
Lực lượng công an đã thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh gồm 657 hộp thuốc Cefuroxim 500mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200mg và 100 hộp thuốc Auxicin, 100 hộp thuốc Panadol Extra, 724 hộp thuốc Panaton dạng vỉ nén, 1.080 lọ thuốc Panaton, đồng thời thu giữ nhiều nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc kháng sinh giả, gồm 2,2 tấn phụ gia, 1.000 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Cefuroxim, 10 vỏ thùng hộp Panaton và nhiều máy bóc thiết bị để phục vụ cho việc sản xuất thuốc tân dược giả như máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng là đối tượng cầm đầu đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ y tế tích hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho việc sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược giả, đặc biệt các loại thuốc kháng sinh như Cefuroxim 500mg, Cefixim 200mg, Auxicin 1g, Panadol Extra. Trương Quốc Phong Dinh đã thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook để thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác để tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin, tên, thành phần hóa chất trên vỉ thuốc tạo thành thuốc mới. Ngoài ra, Dinh còn thu mua thuốc tân dược sản xuất nội địa, có nguồn gốc xuất xứ giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong chóc tem nhãn gốc của nhà sản xuất, sau đó dán trên ống thuốc, đặt in và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập đưa ra thị trường để tiêu thụ với giá cao. Trương Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Hoàng Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê kho xưởng để làm địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người trên địa bàn thành phố Bến Tre và thành phố Cần Thơ, thuê công nhân sản xuất là anh em người nhà hoặc người quen tại các địa phương. Quá trình sản xuất, công nhân ăn ở khép kín tại kho sản xuất của công ty không ra ngoài. Để tiêu thụ sản phẩm giả trên thị trường toàn quốc, Trương Quốc Phong Dinh thông qua mạng xã hội quảng cáo có nguồn gốc thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng tuồn ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy doanh số trái khu vực thông qua không xuất được hóa đơn nên giao bán giá rẻ hơn so với giá chính hãng. Bằng thủ đoạn nêu trên, Hưng và Dinh đã bán ra ngoài thị trường một khối lượng lớn thuốc tân giả dược với số lượng lớn. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý và chúng tôi hy vọng rằng với những sai phạm bị phát hiện thì cần phải được xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe, truy cứu trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, bắt bồi thường về thiệt hại tùy mức độ để xem xét xử lý hình sự. Đó là phương cách thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Khai trừ ra khỏi đảng nguyên giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công và nguyên phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng. Ngày 13 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Thái Hồng Công, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn và ông Hồ Đại Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng viên nêu trên, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Thái Hồng Công và ông Hồ Đại Dũng. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng tiến hành khai trừ ra khỏi đảng các ông Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đức Hợp, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định, Xà Dương Thắng, Phan Đoàn Thái. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất và tập trung dân chủ ở trong đảng, đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân, huy động trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên quyết, kiên trì, phòng, chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không ngừng, không nghỉ, đưa cuộc chiến chống giặc nội xâm tới ngày thắng lợi hoàn toàn, xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.